Ôi hoang mang. Bởi vì để thấy nó mà tự nhiên mình đang mang thằng chết mà để thấy nó. Thằng chết anh làm sao mà thấy được. Trời đụng giảm rồi, giảm còn xin ba sao mới cũng nè. Bỏ. Bỏng rồi à? Chết tiệt. Một slot kìa, còn một slot bên đây nè. Bong kìa, bong kìa. Bóng kìa, trời ơi đừng có thả bóng. Bóng ghế trời. Bắn mà thả bóng tè le vậy. Đây còn thiếu slot nè, còn ai không? À, ông là Lamela đó, hôm nay tải baby không. Ủa, bắn bóng đi đó. Trời ạ, bẫy tâm nhanh quá. Bắn kiểu này thì toang được. Thói quen cũng không bao giờ bỏ được mà. Cái này mà cho trở lại mùa 1 chắc sửa khùng luôn hết đấy. Mới có 7 phút thôi cũng được. Dư hẳn 7 phút luôn. Được cái, ui giời. Sát thương chí mạng 2S. Ok. Chúng ta có event mới. Vẫn đi lại, vẫn phải đi lại. Bởi vì thanh niên kinh được kẻ chính của mình đi vang đấy. Anh cài luôn M4 từ đầu đến cuối luôn đi anh vậy. Anh cài cả M4, cả Holy, cả A trong ba lô mà. Đây búp bê nó ra hai quả bắn, một cái quả Easter, bốn con đôn, bốn con búp bê Terminator với ba con chuột, ba con búp bê chuột. Xong bây giờ nhé, ok này, búp bê Fusion Terminator cộng Grand Havoc cộng với Lucky Mouse cộng với Lucky Mouse Gold từ từ con M4 quan búp Prime Evil Terminator Lucky Mouse Gold ra hai cái búp Ancient, người ta lấy free cả đàn thì cũng bị cho vãi cả. Havoc cộng Lucky Mao từ 14 Valentine. Lucky Mao cộng Lucky Mao Cheese Dario, cái này rẻ rách nhất này. Fusion cộng Evil được có DUG. Mao Cheese cộng Mao Gold, Mao Gold. What the fuck? Havoc cộng Evil thì ra Confusion. Tôi ít hiểu lắm. Tôi chả biết là lúc nào ông ra event này thôi, thể tôi chỉ muốn gọi là chạm cho gãy răng luôn. Ông nào chưa có mấy cái đám này thì hãng quay nhá, còn không ấy tôi xin khuyên nhá, đừng. Còn nhiệm vụ thu thập XS, 4 vũ khí vục sinh, bộ S, cốp, cà rốt và lựu đạn, thì ra là con DS Katusev vĩnh viễn.
ông nào thích thì quậy nhá. Yeah.